đô hành trình liễu sinh thoát tử, hồ niệm người lâm chung 6 một số câu hỏi thường gặp hỏi một người khi đã rơi vào trạng thái hôn mê hoặc chỉ sống thực vật mặc dù thân nhân không muốn người đó chết nhưng việc tồn tại trong trạng thái đó thực chất là một cái chết từ từ vậy nên để họ tiếp tục tồn tại như vậy hay để họ ra đi. Đáp, thực ra trong trường hợp này, việc chúng ta mong muốn họ tiếp tục sống hay từ giả cuộc đời đều không tốt. Trong cả hai trường hợp, vì chúng ta không biết nghiệp của chúng sinh như thế nào nên sự lựa chọn nào cũng có thể tốt hoặc xấu. Vì vậy, mọi chuyện nên thuận theo lẽ tự nhiên. Trên quan điểm tâm linh, việc sử dụng dưỡng khí, máy cứu sinh không phải là lựa chọn đúng đắn. Còn trong trường hợp một người bị chết não, sống thực vật nhờ máy móc. Vậy liệu có được rút máy móc ra không và điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này? Tôi cho rằng vấn đề là động cơ của bạn. Hành động của bạn phải xuất phát từ động cơ tích cực và lòng bi mẫn với người này. Còn nếu quyết định của bạn được đưa ra trên động cơ vị kỷ do những chán nản, mệt mỏi hay sân giận, thu hận của mình thì động cơ này không được đúng đắn. Những thành tựu và sự can thiệp của y học hiện đại đóng góp rất nhiều cho cuộc sống của con người ngày nay. Tuy nhiên, các thiết bị và phương tiện y học để kéo dài sự sống được sử dụng đã thay thế cho chức năng của các cơ quan, bộ phận trên cơ thể người chết khiến cho rất khó để nhận định về các quá trình tan rã của cái chết thông thường nếu bạn là một hành giả tâm linh có tính tâm sâu sắc đối với phật pháp và bạn biết rất rõ rằng cái chết của mình đang đến gần bạn có thể quyết định trước về việc này và sớm truyền đạt lại cho người thân các pháp hữu kim cương về nguyện vọng sử dụng hoặc không sử dụng các phương tiện hỗ trợ duy trì sự sống đương nhiên đây là một quyết định khó khăn đối với thân nhân bè bạn của người chết và nó bị tình cảm cá nhân chi phối nhiều đặc biệt sẽ rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định này một khi tiến trình chết bắt đầu thực sự xảy ra tuy nhiên tôi cho rằng mỗi cá nhân mỗi loài chúng sinh đều có quyền tự quyết định cho bản thân cũng như lựa chọn cho mình một cái chết theo ý nguyện hỏi trong trường hợp bị đau đớn phải dùng thuốc giảm đau thì có nên không đáp nếu bạn đau đớn đến mức không thể nào chịu đựng nổi thì bạn sẽ khó có thể giữ tâm tỉnh thức cho dù việc đưa ra lời khuyên chung thật không dễ nếu người cận tử cần phải dùng thuốc giảm đau thì cũng không sao nhưng bạn nên lưu ý và dừng thuốc khi bắt đầu thấy có dấu hiệu của tứ đại tan rã việc dùng thuốc giảm đau có thể giúp cho người lâm chung được định tâm dễ dàng hơn nếu cố tình tránh dùng thuốc và khiến cơn đau làm tâm thần bấn loạn người chết sẽ khó có thể tỉnh thức lựa chọn cho mình một tái sinh tốt đẹp cũng có người thắc mắc nếu người chết dùng thuốc giảm đau thì liệu có thể nghe được những lời cầu nguyện và khai thị hộ niệm hay không đúng là trường hợp này sẽ rất chướng ngại vì các loại thuốc có tác dụng mạnh thường rất ảnh hưởng đến tâm trí người dùng vì vậy nên trong trường hợp này bạn sẽ cần phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần những lời khai thị và cầu nguyện trong lúc tâm trí họ vẫn còn đang lơ mơ giống y như bạn sẽ làm trong lúc hộ niệm người đã chết những giáo lý chỉ dẫn việc hộ niệm đều dạy rằng đối với người đã chết, bạn cần phải ghé gần tay họ và gọi tên bậc thầy của họ. Và khi đọc khai thị, bạn phải nhắc đi nhắc lại thật rõ ràng. Bạn cũng cần phải làm như vậy đối với trường hợp của người cận tử đang dùng thuốc giảm đau hoặc an thần. Hỏi, có nên hiến tặng nội tạng sau khi chết? Đáp, trường hợp bạn muốn hiến tặng nội tạng khi chết nếu nói một cách vị kỹ, hiến tạng thực ra không tốt cho bạn bởi vì nếu bạn chưa phải là một hành giả cao cấp và thành tựu thì điều đó sẽ làm rối loạn việc lưu thông trong cơ thể ảnh hưởng tới các hệ thống và cơ quan trong cơ thể bạn cho nên đây không phải là một ý hay tuy nhiên như tôi luôn nói và nghĩ rằng động cơ là yếu tố hàng đầu để bạn đưa ra quyết định nếu có một động cơ mạnh mẽ chân chính và bạn không ngại nếu có bất kỳ sự rối loạn nào nếu bạn phát tâm nguyện ấy từ sâu thẳm tâm mình thì tất nhiên điều này không có vấn đề gì nếu bạn đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân thì quyết định này là điều rất tốt đẹp và đáng tôn trọng không có gì sai trái cả nhưng về mặt sinh học hay thực hành thì không tốt lắm ví dụ như trong khi bạn đang trong quá trình thiền quán hay thực hành poa bạn đang nỗ lực thực hành thì một bác sĩ mang một con dao đến và bảo hãy cắt bộ phận này hãy lấy bộ phận kia khiến bạn hoàn toàn bị động loạn như vậy không tốt thế nhưng như tôi đã nói nếu động cơ rất mạnh mẽ bạn đã hoàn toàn sẵn sàng thì không ngại gì như thế còn hàng trăm lần tốt hơn là không làm gì không hiến tạng cũng chẳng thực hành nếu bạn hiến tạng với tâm nguyện mạnh mẽ thì bạn giống như một ngôi sao tỏa sáng vì bạn đang hy sinh bản thân để cứu giúp chúng sinh ngoài ra nếu là hành giả bạn nên tự thân thực hành chuyển di tâm thức boa hoặc thỉnh bậc thầy chuyển di tâm thức cho người chết để thân thức siêu thoát trước khi bác sĩ phẫu thuật lấy nội tạng của họ. Hỏi: Sau khi thân nhân qua đời, cách tốt nhất để cúng tế cho hương linh là như thế nào? Đáp: Sau khi người thân qua đời, trong vòng 49 ngày là khoảng thời gian của giai đoạn trung ấm thân. Ở giai đoạn này, thân thức chỉ có thể thụ hưởng được thực phẩm thông qua việc người thân cúng cơm và hồi hướng cho họ. Phần nghi lễ cúng cơm cũng có những lời khai thị tụng đọc, bao gồm cả tài thí, pháp thí và vô ý thí, nên vô cùng lợi ích. Vì thế, người thân hãy thực hiện cúng cơm vong và cúng thí thực. Đây là giai đoạn trung gian chuyển tiếp trước khi thần thức tái sinh vào một đời sống mới trong sáu cõi luân hồi. Đặc điểm của thần thức hay hương linh ở giai đoạn này là tuy không có thân và các căn nhưng thần thức vẫn có suy nghĩ cảm nhận và vẫn lưu giữ lại nhiều dấu ấn của đời sống vừa qua ở giai đoạn này hương linh không thể thụ nhận trực tiếp đồ ăn thức uống như khi còn sống mà thay vào đó chỉ có thể thụ nhận bằng cách cảm nhận mùi hương nhờ duyên theo đó mà được no đủ vì vậy người thân có thể cúng hương thơm bằng cách đốt các loại thực phẩm Mùi hương tỏa ra sẽ giúp hương linh thỏa mãn cơn đói khác và được mãn nguyện. Cách tốt nhất để làm việc này là thỉnh mời chư tăng ni thực hiện pháp cúng hỏa tịnh. Đơn giản hơn, thông thường gia đình có thể cúng cơm vong, cúng thí thực hàng ngày trong 49 ngày theo nghi thức hướng dẫn cuối sách. Cần đặc biệt lưu ý để tránh nghiệp sát sinh và những ham muốn dính mắc làm tổn hại hương linh khiến hương linh không thể siêu thoát, nên cúng đồ chay tịnh hoặc cúng cháo sữa thí thực. Những việc cúng vàng mã, y phục hay ngựa giấy hoàn toàn là mê tín, không phù hợp với luật nhân quả cũng như không đem lại lợi ích cho hương linh. Sau giai đoạn 49 ngày, nhiều khả năng thần thức sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi để bắt đầu một đời sống kế tiếp, hoặc trong một số trường hợp do không thể siêu thoát, thân thức tiếp tục lưu lại trong thân trung ấm. Nếu tái sinh, thân thức có thể trở lại làm người, sinh lên cõi thiên, atula hoặc đọa xuống ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Dù sinh vào cõi nào, người chết lúc này cũng không thể thụ thực đồ dân cúng của thân nhân gia đình ngoại trừ trường hợp của ngạ quỷ và thân trung ấm đối với hai loại chúng sinh này cách tốt nhất là cúng thí thực cúng cơm chay và đọc lời khai thị cầu siêu hồi hướng công đức cho chúng sinh được sinh về cảnh giới tốt đẹp hơn vì vậy nếu thân nhân có ý định cúng tế gia tiên hay quỷ thần đều nên lập đàn cúng theo cách trên sẽ là tốt nhất Hỏi: Trong một số trường hợp, người thân mới mất hay đã mất rất lâu nhưng vong linh có thể về và nhập vào người nhà thì việc đó ý nghĩa như thế nào? Đáp: Trong đa số trường hợp, việc vong nhập đó không phải vong linh của người thân trong gia đình mà là các vong bên ngoài không được siêu thoát nên trở thành ma quỷ lẫn quất đó đây. Đức nhiếp chính vương Jehoa Do Khamba đời thứ 9 đã khai thị về việc này bằng một câu chuyện lịch sử. Xin được trích dẫn lại như sau. Đức Milarepa là một đại thành tựu giả kiệt xuất của Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Một lần, trong lúc Ngài đang nhập định, một đệ tử tại gia của Ngài qua đời. Gia đình của người đó không phải Phật tử mà tin theo thần đạo. Tuy nhiên, khi người đệ tử mất, thì gia quyến cũng thỉnh mời Ngài Milarepa tới để ban phước gia trị cho người đó. Trong khi Đức Milarepa định tâm cầu nguyện, một đệ tử khác của Ngài là Ngài Rechumpa ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng rất nhiều thầy cúng đang hành lễ gọi hồn, khiến xác của người chết bị ma nhập, sống dậy và kể rất nhiều chuyện như nói tên người chết, nói về những sự kiện trong cuộc đời người chết về gia đình quyến thuộc của người chết ngài re Trung ba liền thưa hỏi ngài milarepa rằng bên thần giáo ngoại đạo có thể làm những việc như vậy tại sao ngài milarepa lại không thể làm gì khi đó đức milarepa liền khai thị rằng người vừa sống lại đó thực ra không phải là người mới mất mà là ma quỷ nhập vào hàng ngày xung quanh chúng ta luôn có các phong linh hay các lực lượng tinh thần không nhất thiết tất cả các vong đều là loài ma quỷ xấu ác nhưng họ đều có năng lực sáng suốt biết rõ tất cả mọi việc của chúng ta vì vậy khi vong nhập họ có thể kể rất nhiều sự việc liên quan tới chúng ta một cách chính xác tuy nhiên có một việc vong không làm được đó là họ không thể tham gia vào đàn lễ quán đỉnh do năng lực kết giới hộ trì của chân ngôn và quán tưởng. Vì vậy, Ngài Rê Trung Ba liền đi tới và hỏi con ma, khi này đang nhập vào xác thân người chết, rằng, xin hãy cho biết pháp danh quy y mà Đức Milarepa đã ban cho ông trong lễ quán đỉnh. Con ma đã không thể trả lời câu hỏi này và lập tức thoát khỏi xác chết, chạy mất. Sau đó, Ngài Milarepa liền nhập định Quán chiếu thấy rằng đệ tử của mình đã tái sinh dưới một hòn đá gần đó. Khi người nhà đến lật hòn đá lên thì thấy dưới đó có một con trùng nhỏ. Ngài Milarepa đã cầu nguyện và thực hiện chuyển di tâm thức cho con trùng, đưa thần thức vãng sinh về cõi Tịnh độ. Hỏi: Xin chỉ dẫn thêm về cách nhận biết những dấu hiệu của cái chết ở giai đoạn bắt đầu đáp theo những biểu hiện về thể trạng hoặc tinh thần có thể nhận biết một vài dấu hiệu bên ngoài như sau tăng hôn trầm do cơ thể đã bắt đầu tắt liệm dần nên người sắp lâm chung sẽ ngủ nhiều hơn lúc này người hộ niệm sẽ cần phải liên tục đọc kinh cho người cận tử nghe giọng đọc có thể ở âm lượng bình thường nhưng càng ngồi gần sát người họ càng tốt lúc này họ vẫn có thể nghe được tốt nên sẽ rất lợi lạc hoang mang rối loạn mê sản những người này có thể không còn khả năng nghe nhìn hoặc hiểu những việc đang diễn biến xung quanh khi người ta càng tiến dần tới cái chết có những người lúc này tâm trí đã vô cùng hoảng loạn và không thể nào còn nhận biết nổi sự việc xung quanh trong trường hợp này trước khi bắt đầu công việc người hộ niệm cần phải nói rõ và giúp họ hiểu được về sự hộ niệm. Vì sao lại có người hộ niệm ở đây? Mọi việc sẽ đi theo trình tự như thế nào và làm như vậy có được lợi ích gì? Sau khi đã giải thích cặn kẽ mới bước vào phần đọc giáo lý và thực hành. Tăng động, thấp thẩm, lượng khí oxy trong não bắt đầu giảm dần. Những dấu hiệu thấp thẩm hoặc lặp đi lặp lại một vài hành động có thể sẽ xuất hiện nếu người cận tử vẫn còn có khả năng lần tràn hạt thì nên đặt tràn vào tay họ và giúp đỡ họ trì chân ngôn hoặc tụng kinh cần chuẩn bị sẵn một tràng hạt dự phòng trong trường hợp tràng hạt thường dùng vì một lý do nào đó không có sẵn bên người lâm chung song tốt nhất vẫn nên dùng tràng hạt hàng ngày hành xử bất thường. Vì lượng oxy trong não giảm xuống và các chức năng của cơ thể suy yếu dần, đôi khi người lâm chung có thể hành xử rất bất thường khác hẳn khi sống, chẳng hạn như có những thái độ tiêu cực, hung hãn. Nếu gặp tình huống này, người hộ niệm nên trì chân ngôn Đức Quan Âm Om Mani Padme Hum Sri, nên trì miên mật cho tới khi người lâm chung tỉnh trí lại hỏi có thể tự mình thực hành pháp poa chuyển di tâm thức cho người chết theo cách nào đáp poa là pháp thực hành cao cấp và chỉ có thể được thực hiện với một số điều kiện sau người thực hành phải thụ nhận quán đỉnh poa từ bậc thượng sư giác ngộ của một truyền thừa không gián đoạn và người đó phải có kinh nghiệm thực chứng tức thành tựu pháp tu poa ở một cấp độ nhất định bởi vậy poa không thể thực hiện bởi thân nhân gia đình nếu chưa hội đủ các điều kiện trên đặc biệt poa cần phải được thực hành đúng thời điểm điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra được thời điểm tiến trình chết bắt đầu việc thực hành không đúng thời điểm có thể còn gây hại tới người chết hỏi khi đọc những lời khai thị trong sách tử thư nếu người chết chưa hề có hiểu biết Phật pháp, cũng chưa hề có sự trải nghiệm về những nội dung này thì có lợi ích gì không? Đáp: Mặc dù chưa có hiểu biết về trải nghiệm Phật pháp, tuy nhiên khi chết, thần thức không còn bị ngăn ngại của xác thân vật lý nên sẽ trở nên vô cùng thông minh, linh mẫn. Thần thức của người chết có thể nương theo tâm của người đọc lời khai thị để hiểu vì vậy người đọc lời khai thị nên có sự hiểu biết về những nội dung mình đang đọc và cần đọc với sự tập trung an định và tình yêu thương vô ngã đối với người chết không nên đọc một cách vô thức vô cảm và tuyệt đối không được phát khởi các tâm niệm vị kỷ thù hằn sân giận sẽ rất bất lợi đối với người chết nếu có thể thỉnh mời bậc thượng sư giác ngộ hoặc hành giả thành tựu thực chứng sẽ là lợi ích hơn cả. Vào giờ phút lâm chung, người ta thường trở nên cởi mở, không cố chấp vào các quan kiến, tư tưởng như khi còn sống. Đối với những ai không phải Phật tử, bạn cần nói với họ về tình yêu thương, lòng từ bi vô điều kiện, nhắc họ hãy xả bỏ những lo buồn, phiền lụy, giận dữ sợ hãi hãy chấp nhận những gì đang xảy ra và luôn giữ bình tĩnh bạn hãy khuyên họ nên tập trung tinh thần lên trên đỉnh đầu và quán tưởng tưởng tượng về hình ảnh của một bậc thầy tâm linh một vị thánh nhân hay bậc hiền triết nào đó mà người chết có sự kết nối ngưỡng mộ tin tưởng hãy giúp người chết có những suy nghĩ tích cực động cơ thanh tịnh vào thời điểm kề cận cái chết bằng cách hướng suy nghĩ của người đó tới mong nguyện tốt đẹp, mong ước về cuộc sống tương lai và đời sống tiếp theo. Nếu người chết không tin có đời sống kiếp sau, hãy khuyên họ trao gửi tình yêu thương, tâm từ bi tới tất cả mọi người. Điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho người chết. Bạn cũng có thể nhắc họ nhớ rằng tất cả mọi người đều phải trải qua cái chết vì vậy người chết không phải người duy nhất đơn độc trên hành trình này hỏi ngoài pháp thực hành chuyển di tâm thức poa và pháp cầu siêu quán đỉnh trang hoa có thể thỉnh cầu bậc thượng sư giác ngộ thực hành các pháp tu khác cho người chết không đáp đương nhiên nếu có phúc duyên thỉnh cầu bậc thượng sư giác ngộ thực hành hộ niệm cho người chết thì đó là một điều vô cùng may mắn và hy hữu ngoài các pháp trên được thực hành vào những thời điểm thích hợp khác nhau như đã trình bày tương ứng trong từng phần có thể thỉnh mời một bậc thượng sư hoặc hành giả thành tựu pháp tu choe thí thân pháp ba la mật để thực hiện nghi lễ chuyển di tâm thức và thí thân pháp cho người chết điều này sẽ đặc biệt lợi ích cho trường hợp người chết còn trẻ khỏe nhưng chết đột ngột hoặc bị chết vì tai nạn. Một bậc thượng sư giác ngộ với tâm từ bi vô lượng có thể thực hành những pháp tu phẫn nộ như Vajakileya, phổ ba kim cương cho người chết trong giai đoạn trung ấm 49 ngày hoặc thậm chí cả sau giai đoạn đó. Nếu chết trong trường hợp tự vẫn, thỉnh mời bậc thượng sư thành tựu tâm linh thực hiện các pháp tu phẫn nộ hoặc pháp chô ê sẽ hết sức lợi ích cho người chết. Bất cứ cái chết đột ngột nào thường là kết quả của những chướng ngại nên thực hành thí thân pháp ba la mật là vô cùng phù hợp. Nếu một hành giả không có kinh nghiệm thực chứng về pháp tu này, tốt hơn hết nên thực hành bát nhã tâm kinh hay phổ ba kim cương. Hỏi, nên lựa chọn hỏa tán hay địa tán người chết đáp sau khi thần thức đã chuyển di ra khỏi thân xác và được giải thoát bạn có thể tùy chọn hình thức mai táng nào cũng được nhưng ở vùng himalaya khi đó người ta thường hỏa thiêu rồi dùng cho người chết trộn với 25 vị thuốc ngũ cốc ngũ bảo ngũ dược ngũ hương và ngũ vị và đất nước thánh địa nặng thành hình các bảo tháp mạnh đà la sa yểm tâm kỹ càng bằng kinh và các chân ngôn rồi đặt các mạnh đà la này tại các nơi sơn động và thánh địa linh thiêng như thế phần di thể người chết không chỉ được lợi ích giải thoát mà gió thổi qua mạnh đà la đó còn mang lại sự ban phúc đến các chúng sinh việc lựa chọn địa tán thường phức tạp hơn nhiều vì liên quan đến đất đai và quá trình tan rã ảnh hưởng đến môi trường chung và môi trường tâm linh của những người thân còn sống. Ngược lại, trường hợp không chắc chắn, thức đã được chuyển di ra ngoài thân xác, việc vội vã đem người quá cố đi hỏa táng có thể là nguyên nhân gây cho thần thức vô cùng đau đớn, đọa lạc thành các loài quỷ ma. cách sắp đặt ban thờ và không gian viếng như thế nào? Đáp, thông thường chúng ta phải đặt ban thờ Phật phía trước quan tài để Phật tiếp dẫn hương linh người chết. Sau đó đến ban thờ vong, rồi mới đến quan tài. Điều quan trọng nữa là khi viếng, người viếng cần nhiễu quanh kim quang theo chiều kim đồng hồ để tạo ra năng lượng tư trường tích cực theo vận hành vũ trụ và người nhà cần đứng bên trái của kim quang để tạ khách. Cách sắp đặt ban thờ vong cần có đèn và bảy bát nước trắng cúng vàng. Đèn cần được bật liên tục để cúng vàng ánh sáng trí tuệ. Nếu không tiện dùng đèn dầu hay nến, chúng ta có thể thắp đèn điện trên khu vực ban thờ. Xung quanh khu vực ban thờ nên trang trí các tràng phan chiến thắng, lọng báu và phướng. Hỏi đi viếng đám tang cần lưu ý những gì đáp điều lưu ý đầu tiên là chúng ta cần phải có lòng bi mẫn hướng đến người quá cố cầu nguyện cho họ được giải thoát đồng thời cũng phát triển bồ đề tâm của bạn để lợi ích bạn nên quán tưởng người quá cố tan thành ánh sáng tan vào luân xa tim của đức di đà và được chuyển di về cõi tịnh độ bạn hãy trì thầm chân ngôn và các lời chúc nguyện vãng sinh cho hương linh. Đối với những người sức khỏe không tốt, khi đi viếng nên mang theo một chút long não hoặc thần xa, chu xa trong người để có thể đẩy những năng lượng tiêu cực. Những người bệnh nặng hoặc mang thai nên tránh những nơi có đám tang. Phật tử tu tập không nên mang theo các đồ pháp khí hành trì như linh chữ, tràng bí mật, đến những nơi này. Sau khi di chuyển người chết hoặc vừa đi đám tang về nhà, bạn cũng nên dùng các hương liệu đặc biệt như gu gun, hương trầm châu Phi và bạch giới tử đốt lên để tịnh hóa bản thân và môi trường. Hỏi, trong 49 ngày có nên đi gọi hồn hay không? Đáp, trong thời gian này, thần thức vẫn sống trong cảnh giới lưu động vọng tưởng theo luật nhân quả, người quá cố tùy theo nghiệp, đi theo cảnh giới đã tạo, nên việc gọi hồn như thế thật trái luật nhân quả. Hơn nữa, người gọi hồn không phải bậc thành tựu tâm linh cao cấp, chưa đạt thiên nhãn thông, tha tâm thông và túc mạng thông, nên không có khả năng triệu vong một cách chính xác. Họ thường thơ phụng quỷ thần ma xó, linh cái, âm binh, loại ma đấy có nguyện cúng cấp ràng buộc với nhau, ân oán chẳng thể dứt, hỗ trợ người gọi hồn, tìm hiểu gia cảnh, chứ thực ra không phải vong về thật. Trong kinh còn dạy, hư không là thành quách của ma quỷ. Khi câu triệu như thế, các loài ma quỷ vất vưởng nhập vào để thụ hưởng sự cúng bái, cũng không phải thân bằng quyến thuộc thật sự của mình. Hỏi làm thế nào để biết người quá cố đã giải thoát hay chưa? Nếu giải thoát thì làm sao biết được cảnh giới tiếp theo của họ? Đáp, trong kim cương thừa, việc giải thoát của người chết có những dấu hiệu nhận biết như các vùng ấm tương ứng trên thân thể sau tiến trình hộ niệm. Phần ấm ở tim là tái sinh vào cõi người, lạnh ở chân tay là đọa lạc, chuyển di tâm thức phải thấy ấm ở trên huyệt Bách Hội, nơi đó có dấu hiệu tiết ra chất nhờn do thần thức đã đi qua. Thần thức người quá cố khi đó vãng sinh thẳng vào cõi tịnh độ mà không qua giai đoạn trung gian. Thần thể đã tan rã nhưng không nặng mùi như cái chết thông thường. Mặt mũi thư giãn, thân thể mềm mại, ôn hòa như người đang ngủ. Những tấm gương thị tịch của hành giả cao cấp còn có dấu hiệu các tường như cầu vòng ánh sáng mùi hương lan tỏa hay thậm chí âm nhạc vang vọng trong không gian đều là những dấu hiệu thành tựu giải thoát giác ngộ đối với cảnh giới tiếp theo của thần thức chỉ có những bậc thượng sư giác ngộ thành tựu tâm linh mới có thể nhận ra được người phàm sẽ không có được trí tuệ này hỏi cách xem thời điểm chết là các tường hay bất tường hoặc quyết định an táng như thế nào là lợi ích theo truyền thống kim cương thừa. Đáp, theo vũ trụ học kim cương thừa, các ngài cũng có sự luận giải chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là khoa học rất chi tiết và sâu sắc, không thể giải thích ngay trong khuôn khổ cuốn sách này. Việc chôn cất an táng mỗi cách thức đều tương ứng với vận hành vũ trụ. Nếu tôn trọng và tác pháp phù hợp quy luật này sẽ rất lợi ích nhưng các bạn cần lưu ý lịch kim cương thừa là lịch tạng hơi khác với âm lịch và như thế cần có bộ lịch này khi xem xét lựa chọn ngày giờ các tường hỏi có hay không chuyện người thân mới mất hiện về báo mộng có cách nào để kiểm chứng điềm báo mộng thật hay giả đáp bản chất chung của giấc mơ là sự kết hợp của hư và thực thực ở đây là những trải nghiệm tham sân si trong đời sống những tình cảm tâm sinh lý với người thân bạn bè được kết hợp với tiềm thức trong tạng thức tái hiện lại lúc mơ đây là phần hư tự vận hành cho nên khi mơ người mơ thấy cảnh giới như thật nhưng thật ra đều là ảo cảnh là sự phóng chiếu của tâm khi bạn có một người thân mất đi bạn có thể cảm nhận rõ ràng những tình cảm kỷ niệm đối với người mất sẽ trỗi dậy rất mạnh mẽ trong mình do vậy việc mơ thấy người thân mới chết không có gì là lạ và phần lớn chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức tuy nhiên thực hành tâm linh liên quan nhất định đến giấc mơ một hành giả có thể xem xu hướng giấc mơ của mình để biết mình đang mất cân bằng về đại nào trong địa thủy hỏa, phong, không. Ngoài ra, một số hành giả thành tựu có thể trải nghiệm trực tiếp những gì sẽ diễn ra trong tương lai hoặc kết nối được với người đã mất. Nhưng ngay cả những bậc thượng sư giác ngộ cũng không bao giờ tin ngay mà phải kiểm chứng cẩn thận giấc mơ của mình. Nói chung, giấc mơ là không đáng tin cậy. Trong trường hợp ngoại lệ, một giấc mơ được lặp đi lặp lại với một thông điệp xuyên suốt hoặc nhiều người thân cùng mơ một giấc mơ giống nhau. Lúc này, chúng ta có thể xem xét lại thông điệp được gửi gắm trong giấc mơ. Hỏi, đồ dùng của người quá cố sau khi chết có nên kiên kỵ không? Đáp, thực ra người chết trong giai đoạn trung gian vẫn chấp trước, nên tốt nhất trong 100 ngày sau khi chết không nên phân phát hay định đoạt các vật dụng tài sản cá nhân của họ. Nếu có vật dụng tốt nhất là dành cho việc phúc thiện như bán chia tiền cho người nghèo, phóng sinh tu phúc, cúng đèn, hồi hướng cho người đã khuất. Quan trọng là động cơ vì lợi ích của người đã khuất thì sẽ không có chướng ngại gì. Còn nếu vì mục đích cá nhân hay tư lợi đi ngược ý chí tâm nguyện của người đã khuất thì sẽ có nhiều chướng ngại quả báo không có lợi. Hỏi chúng ta có nên cúng dỗ hay không? Đáp, trước tiên, chúng ta phải có chính kiến và hiểu biết về việc cúng dỗ. Đây là thời điểm tưởng nhớ tri ân người thân và việc tích cực nhất chúng ta có thể làm trong dịp này là các thiện nghiệp như bằng cách cúng vàng tam bảo, cúng trai tăng, phóng sinh, làm những việc công đức và đem công đức ấy hồi hướng cho người đã khuất. Chúng ta không nên có suy nghĩ thiển cận rằng việc cúng dỗ có nghĩa là bày mâm cổ và mời hương linh về thụ hưởng. Đức Phật có nói rằng, cho dù người chết đã một trăm năm, dù thần thức đã đi đầu thai lên cõi trời, nhưng khi người thân đem công đức hồi hướng, dù ở cõi trời, người ta vẫn nhận được từ trường lành. Như thế gọi là báo ân, chứ không phải ta xóa hết ngày chết không có ngày gì hết. Vẫn phải kỷ niệm và nhân những ngày ấy, chúng ta thành tâm tưởng nhớ đến ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta tu tập, tích lũy công đức, thiện hạnh để hồi hướng cho cha mẹ mình. Bởi cho dù họ có đang bị đọa lạc cõi thấp hay sinh lên cõi trời hoặc được làm người cũng có thể đón nhận trọn vẹn công đức đó. Những phúc thiện được tạo ra không chỉ lợi Người chết mà còn lợi ích chính bản thân người sống. Ôm văn dra sa tô sa ma ya ma no pa ti tha tra trô me pa wa sa me pa wa sa po me pa wa a me pa wa sa ra va